Anh, phải chi á, mà mình quen nhau sớm á, thì giờ này hả về chung một nhà rồi. Anh thử tưởng tượng thử coi, chắc là sẽ vui lắm luôn á. Chờ anh ra khỏi chuồng á là em chụp liền. Cô Hai! Cô Hai ơi! Bên đây nè cô Hai ơi! Bên đây nè! Bên đây nè cô Hai ơi! Đây nè! Mày làm gì vậy? Mày vô đây! Nè! Anh! Làm gì mà gấp về dữ vậy? Bà biết được là chết anh luôn đó. Anh làm gì mà anh sợ vợ anh dữ vậy? Bà giữ với con sư tử Hà Đông á, không sợ bà sợ hai vợ. Nè, em cầm tiền mua gì mua đi. Trời ơi, sao có nhiêu đây vậy? Trời ơi, lúc này bà kiểm tra anh gắt gao lắm. Lấy đợi đi, ha. Chừng nào có nữa anh đưa ha. Cục cưng nha, cục cưng nha. Nè, em tha cho anh lần này nha. Lần sau là phải nhiều hơn nữa nha. Cục cưng của anh nha. Cưng nha. Nè, cái gì mà thở không ra hơi vậy hả? Ba. Ba mày bệnh sao? Ba ở vô kia, ở ngoài kia mà. Trời đất ơi, giữa ban ngày ban mặt mà ông dám làm chuyện đó nữa hả? Dạ. Rồi em đang ở đâu? Rồi rồi, mẹ thôi con. Đâu, ở đâu? Đây nè. Ở đây nè mẹ, ở đây nè. Hồi nãy con thấy hai người đó đứng ở đây nè. Rồi người đâu? Đâu có thấy ai đâu. Kỳ vậy, hồi nãy con thấy cô đó với lại ba đứng đây nè. Ôm ấp, hung hít nhau, xong còn cho tiền nữa mẹ. Mà con có nhìn lầm không đó? Dạ không. Được rồi, để tao gọi điện cho ông thử coi làm sao. Trời đất ơi, còn dám khóa máy nữa nè. Được rồi, chuyến này về tao cho ông biết tay luôn. Đi. Dạ. Tình là tình yêu lúc có nhưng... Ủa, bà làm gì tôi hết hồn vậy? Nè nè nè, ông đi đâu mấy giờ này mới về vậy hả? Còn điện thoại nữa, sao tôi gọi hoài không được vậy? Trời ơi, hồi sáng giờ tôi qua nhà ông Bảy tôi chơi. Ông ngủ qua quán cờ với anh em. Có gì đâu, giống như hàng ngày tôi chơi với ông vậy đó. Mà cái điện thoại á thì hết pin tôi quên sạc. Có vậy thôi mà cũng làm căng. Mặt bà hầm hầm như Diêm Vương xử án thấy ghê vậy. Ông á, nói xạo mà không chớp mắt, giỏi quá ha. Ông nói ông đi đánh cờ chứ gì. Ông đánh cờ hay là ông gian díu với con nhỏ nào ngoài bờ hồ vậy hả? Trời ơi, gian díu gì? Nè nè, tôi nói cho ông biết nha. Ông khôn hồn mà khai thiệt cho tôi biết đi. Không có tôi xé xác ông ra, lẫn xé xác cái con nhỏ tiểu tam nó luôn đó. Trời ơi, bà ăn ở không ở nhà rồi. Bà suy nghĩ kiểu gì vậy? Hả? Tôi già khằng khú đế vậy ai thương mà bà ghen. Mệt bà quá. Nè, ông đứng lại đó, tôi chưa nói hết mà. Tôi để coi ông giấu giếm tôi được đến khi nào nữa. Anh, phải chi á, mà mình quen nhau sớm á, thì giờ này hả về chung một nhà rồi. Anh thử tưởng tượng thử coi, chắc là sẽ vui lắm luôn á. Mỗi bữa tối nè, em với anh nè quay quần bên nhau suốt luôn. Rồi á, sáng á, em dậy em nấu đồ ăn sáng cho anh nè, chuẩn bị đồ đi làm cho anh nữa. Được vậy thì còn gì bạn. Sáng nào, ngày nào anh cũng gặp cái gương mặt xinh tươi của em vậy. Chắc tâm hồn của anh nó phơi phới, đã ơi là đã. Chứ tối ngày anh gặp con vợ già nó nhà, nó vô ra bực bội muốn chết luôn. Anh nói gì mà không sợ vợ anh buồn hả? Trời ơi, bà buồn chứ mà buồn. Lúc nào á, cái miệng bà cũng ong ống, chữ anh từ trên đầu trượt xuống. Trời ơi, lúc này không biết ai đâm vô thọt ra sao á. Bà canh quá trời luôn. Anh canh dữ lắm, anh mới ra đây được nè. Em biết mà, nhưng mà em lúc nào cũng sẵn sàng chờ anh hết trơn á. Cũng giống như con sói vậy đó. Chờ anh ra khỏi chuồng là em chụp liền. Cô Hai! Cô Hai ơi, bên đây nè cô Hai ơi! Bên đây nè! Bên đây nè cô Hai ơi! Đây nè! Mày làm gì vậy? Mày vô đây! Nè! Trời ơi, con quỷ trà xanh này. Bà bố ơi, bà khôn hả? Ôi, cái gì từ từ nói, nắm đầu nắm cổ người ta vậy? Mày dám giật chồng tao à? Nhìn mày cũng đẹp đẽ, nơm nớp lắm mà đi cặp với con trai già này đó hả? Nè, hôm nay á, tao sẽ đánh cho mày tỉnh. Không tỉnh á, tao không phải là bà Hai. Bà bình tĩnh lại coi, làm gì nắm đầu ông cổ người ta, từ từ nói. Buông tay tôi ra. Hôm nay á, ông còn dám binh nó trước mặt tôi nữa hả? Tôi hỏi ông, ngoại tình có gì vui không hả? Ủa vui sao không vui? Thay vì mà đứng mà trách tôi á, thì mình nhìn lại bà đi ha. Cũng do con người của bà cũ kỹ khô khan á, cho nên chồng bà mới ngoại tình với tôi nè. Mà nè, tôi nói cho bà nghe nha, tôi chỉ cần tiền thôi. Tại vì ổng cho tôi tiền, tôi phải phục vụ ổng thôi chứ có gì đâu. Em, bớt lại đi, giờ này còn đổ dầu vào lửa nữa. Ủa, bớt cái gì? Ông sợ cái gì bà? Ông nói với tôi là ông giấu kỹ bá lắm mà. Nè, nếu muốn tao không biết á, thì đừng có làm. Thì bây giờ bà biết rồi đó, bà dẫn chồng bà về dạy lại đi. Tôi đâu có liên quan gì đâu. Nếu như không có tôi á, thì ổng cũng có con khác à. Tại vì máu dê trong người ổng có sẵn rồi ha. Nè, bà nhắm mà đánh ghen cả đời được không?
Thay vì bà đứng đây á, bà về nhà á, bà soi gương á, bà đánh phấn tô son đi ha, cho cái mặt của bà đẹp ra, để cho chồng bà không có bỏ bà. Thôi chuyện gia đình bà tự giải quyết đi ha, tôi không quan tâm. Nè, mày đứng lại, mày đứng lại. Cho nó về đi. Cái thằng cha già mất nữa. Ủa, nè, tao đi đánh ghen hay là mày đánh ghen ngược lại tao vậy hả? Cô Hai, nói thiệt nè, con sống từng này 30 tuổi đầu rồi, con chưa gặp nhà nào mà nó trơ trẽn như thế này luôn á, thiệt sự. Mà công nhận lại nha, là không phải lỗi tại nó, tại cái ông này nè. Trời ơi là trời, già đầu hai thứ tóc rồi, con đi cặp kè với nhỏ như vậy nữa, coi sao được. Bớt cái trò mà trâu già khoái gặm cỏ non lại đi, hiểu không? Còn cô hai coi xử sao xử ổng đi, chứ con á là hết nói nổi. Nè Tứ, mày là cháu ruột của tao, mày không nói đỡ cho tao, mày còn đốt nhà tao chứ vậy? Nè, never been nha. Chú làm mấy chuyện này chú thấy xấu hổ không? Con xấu hổ dữ lắm, đừng có nhận ruột rà dưới đây hết á. Cô Hai, Tứ. Nè, già đổ đốt đầu hai thứ tóc rồi. Ông thấy không? Ông để một cái con nhỏ nơm nớp như vậy mà nó chửi lên đầu mình á, ông vừa lòng không chưa? Trời ơi là trời, rồi làm sao tôi nhìn tròn sống đây hả? Thôi trời ơi, bà đừng có la làng, tôi lỡ dại rồi, tôi xin lỗi bà đi. La vậy trộm xóm ta nghe được ta cười chết luôn. Ông chỉ nói sai thôi là xong việc rồi đó hả? Tôi nói cho ông biết nha, cái tội ngoại tình á là không bao giờ tha thứ được đâu. Về đi, tôi sẽ cho ông biết tay tôi cho bà biết. Đi. Từ từ bà, chứ cái lỗ tai tôi. Từ từ. Đi về. Ông biết tay tôi.